Giờ đây quay tiếp. Tháng nó mới đẹp hả? Này là gì? Giống leo Hải Phòng quá hả? Ôi, leo Hải Phòng mới nở đẹp quá. Đây, leo Hải Phòng. Trời ơi, một cái bông leo Hải Phòng quá to. Đây, một cái chùm hoa leo hồng, leo Hải Phòng khủng khiếp. Đây là hàng trang. Trang hồng, trang vàng. Bên là hồng, bên là trang. Leo Hải Phòng rất đẹp. Giờ đây là một cụm hoa hồng. Này là Luske. Tên gì không biết. Cây hoa hồng cổ Sapa rất to, nụ hoa rất đỏ, đỏ thắm. Giờ đây để giới thiệu các bạn một bông hoa hồng cổ Sapa rất đỏ. Sapa thường màu hường, nhưng mà trồng hồng Sapa để ra được cái màu đỏ này là rất khó nha các bạn, do kỹ thuật dinh dưỡng chăm ra để hồng Sapa nở được một cái nụ hoa màu nó đậm màu